Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào buổi sáng. Bây giờ là các thông tin thời tiết cập nhật của biên tập viên Hương Liên. Chị Hương Liên này, đêm qua tại miền Bắc Nghệ An và Thanh Hóa thì đều có mưa rất to hơn 100 mm và thậm chí là tại Thanh Hóa mưa to đến gần 200 mm. Vậy thì có thiệt hại gì xảy ra không chị Hương Liên? Vâng đúng là ngày hôm qua, đêm qua thì Thanh Hóa đã có nơi mưa to gần 200 mm, gây ngập úng mất điện và một số khu vực vùng núi xảy ra sạt lở. Tại huyện Hòa An, Cao Bằng tiếp tục ngập lụt sâu. Thành phố Hải Phòng cơn mưa đêm qua cũng gây ngập sâu ở một số tuyến đường. Theo hệ thống đo mưa chuyên dùng Viren, tổng lượng mưa 9 tiếng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An nhiều nơi đã lên tới 106 đến 185 mm. Dự báo ở Tây Bắc Bộ mưa sẽ kéo dài đến đêm nay, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Do mưa lớn từ những ngày trước, đất đá đã ngậm no nước, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất sườn đồi núi. Ngoài ra các vùng trũng thấp ở ven sông Cầu, sông Thương cần đề phòng ngập úng. Dự báo sông Cầu qua Bắc Ninh và sông Thương qua Bắc Giang, mực nước sẽ ở mức quanh báo động 1. Thủ đô Hà Nội và các thành phố ở phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình trưa nay giảm mưa trời nắng, nhiệt độ tăng lên 30 đến 33 độ C. Cảm thấy hơi nóng. Vâng chị Huy lên này, thế còn thời tiết tại các khu vực khác thì sao hả chị? Vâng, ở Trung Bộ thì ngày hôm nay nắng nóng sẽ thu hẹp từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với mức nhiệt là 35 độ C. Thời gian nóng nhất là từ 12 đến 16 giờ. Khi tham gia các hoạt động ngoài trời ngày cuối tuần, quý vị lưu ý uống nhiều nước và có các biện pháp chống nắng. Chiều nay ở Tây Nguyên Nam Bộ tiếp tục mưa rông, nhiều vùng màu xanh đậm với lượng mưa khoảng 15 đến 30 mm, thậm chí những khu vực màu xanh lá cây với lượng trên 60 mm. Đây cũng chính là những nơi có khả năng cao xảy ra sấm sét và gió giật mạnh. Còn sáng đến trưa nay ở khu vực này trời nắng, Tây Nguyên không quá 33 độ C, Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn 31 đến 34 độ C. Trên biển, vùng biển huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa rông đi kèm lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 cấp 8 huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, trời nắng, gió nhẹ và tầm nhìn xa trên 10 km. Vâng thưa quý vị khán giả, như vậy là tại khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay dự báo tiếp tục sẽ có mưa to. Quý vị ở khu vực này cần đề phòng sạt lở đất đá, không đánh cá vớt củi trên sông suối khi lũ về.